Chào mừng các bạn đã quay trở lại với DVC Channel. Mình là Mika đây. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ gửi đến cho các bạn một bài đánh giá chi tiết về em laptop Dell Virtual 5510 này. Đây là một trong những chiếc laptop mà mình thấy là đánh giá rất cao trong phân khúc, tại vì nó sẽ có những ưu điểm như là thiết kế kim loại này. Đấy, nhìn vào là thấy ngay được cái sự sang trọng của nó. Cái màu sắc này là không khác gì so với lại một cái chiếc MacBook mình đang dùng cả. Thật sự luôn, từ logo cho đến là cái bề mặt, cái màu sắc nó gần như là giống y chang luôn. Đấy, cho nên nó rất sang trọng. Kèm với đó là viền màn hình các thứ nó cũng mỏng. Thôi, không nói nhiều nữa. Bây giờ chúng ta cứ đi vào chi tiết video để tìm hiểu về em nó nhé. Đầu tiên là mình nói về mặt thiết kế. Nói chung là nói về thiết kế thì chỉ có khen thôi các bạn à, không có gì để chê, thật sự luôn ấy. Là vỏ của nó được làm từ kim loại nên sờ vào một phát là mát lạnh luôn. Mà kim loại này là dày lắm, dày, chắc chứ không phải là kiểu mà một cái lớp mỏng bên ngoài đâu. Kèm với đó logo cũng được mạc chrome này, rất là sáng và sang trọng. Trọng lượng của cái chiếc laptop này thì nó cũng sẽ dao động tầm khoảng là 1,6kg hơn thôi. Đấy, cho nên là kể cả nam hay nữ đều có thể mang vác được. Và chưa kể là kích thước của nó được tối ưu rất là tốt. Tốt ở đây là vì sao? Vì viền màn hình của nó ấy, là nó được làm gần như là mỏng tối đa rồi. Xét phân khúc giá khoảng 16 triệu đồng bây giờ cho một cái chiếc laptop văn phòng ấy, thì mình nghĩ đây gần như là cái thiết kế đẹp nhất rồi. Đấy, cho nên là các bạn sẽ thấy rằng là chính vì nó có phần viền mỏng nên là kích thước tổng thể của nó vẫn được tối ưu. Kèm với đó là gì? Bàn phím phụ vẫn được giữ nguyên cho nó sẽ không có bị loại bỏ đi như là trên cái phiên bản mà Dell Inspiron 5625. Còn đó thì nó là thuộc cái tỷ lệ màn hình mới thì Dell đã quyết định bỏ đi cái bàn phím phụ. Mà bàn phím phụ thì lỡ như chúng ta làm kế toán, chúng ta làm văn phòng cần nhập số liệu nhiều thì đôi khi là nhập trên cái hàng phím ngang này nó rất là củ chuối các bạn ạ, thật sự là như thế. Chúng ta thao tác trên một cái phạm vi mà có cái dạng bàn phím T9 này nó sẽ dễ hơn rất nhiều. Thì đó cũng là một điểm mà mình nghĩ rằng là đây cũng là một lợi thế dành cho những bạn nào mà hay sử dụng để nhập số liệu. Kèm với nó là về phần màn hình của em này là 15.6 inch đó, và nó sẽ có cái tấm nền là WVA. Đây là một cái tấm nền mà do Dell phát triển đó, thì mình thấy rằng là nó cũng chả khác biệt gì so với lại IPS cả. Góc nhìn cũng rất rộng, độ sáng tốt, độ phân giải là Full HD thì nó nằm ở một cái mức chi tiết cơ bản thôi. Cơ bản ở đây thì nó là đủ nhìn chứ nó không hẳn là sắc nét. Bây giờ mà để mà gọi là sắc nét thì tệ gì, tầm này cũng là 2K. Mà 2K thì là laptop cao cấp chứ không phải là laptop tầm trung giá rẻ như thế này nữa. Tầm 15 triệu cho một cái chiếc laptop mới thời điểm hiện tại, 15 đến 16 triệu. Hiệu năng thì sẽ được cung cấp bởi con chip Core i5 thế hệ 11 11320H. Và đây là con chip hiệu năng cao chứ không phải là con chip mà thuộc dòng U hay là dòng G tiết kiệm điện năng các bạn nhé. Nếu mà xét theo Core i5 thế hệ 11 bao giờ, cái dòng tiết kiệm điện năng của nó sẽ là 1135G7. Đấy, thì con này là nó thuộc dòng H. H ở đây có nghĩa là high performance, có thể là hiệu năng đấy. Thì cái đấy thì Dell họ đặt thì nó cũng trùng với lại cái nghĩa tiếng Việt của chúng ta luôn, là thiên về hiệu năng. Chúng ta sẽ thấy được rằng là hiệu suất của con chip như thế này thì nó vẫn có thể là Photoshop, vẫn Premiere, vẫn có thể là liên minh huyền thoại thoải mái CSGO, ok. Đấy, thì ở đây mình sẽ không đánh giá ở mức là kiểu chơi game max setting thì khủng khiếp đâu, nhưng mà nó vẫn sẽ đảm bảo được ở một cái mức cấu hình tầm trung, và khi chúng ta chơi thì nó sẽ ổn định được ở một cái mức FPS để có thể là cày ranh. Đấy, gọi là như thế. RAM của em này thì với mức giá tầm khoảng dưới 16 triệu thì chúng ta sẽ có là khoảng 8GB RAM và SSD là 256GB. Cái này thì chúng ta có thể nâng cấp được nên các bạn cũng sẽ không cần phải lo đâu. Đó, và con này thì nó sẽ có một cái dạng bàn phím full size. Nói về hành trình phím ý, thì thật sự rằng là hành trình phím của cái bàn phím này nó không có gì ấn tượng cả. Cái cảm giác gõ phím thì mình đánh giá nó cũng nằm ở bình thường thôi, êm, không phát ra tiếng động quá to. Đó, LED nền thì cũng có. Tuy nhiên thì mình thấy rằng là con này khi mà ấn vào bàn phím thì nó cũng sẽ hơi bị lúng nhẹ một tí các bạn nhé. Touchpad thì có kích thước to, tràn viền. Tuy nhiên thì rê nó hơi bị rít một tí, nó không có được mượt. Nhưng mà nhìn chung thì nó là một cái chiếc laptop rất là ổn ở trong phân khúc giá này rồi. Đó là những cái trải nghiệm mà mình thấy được là con này cực kỳ ok đấy. Ngoài ra thì con này nó sẽ còn có cái bản lề là Ergolic nữa. Cái bản lề này nó sẽ giúp nâng cao bàn phím thêm từ 3 đến 5 độ, giúp cho chúng ta khi mà gõ trong một khoảng thời gian dài nó sẽ không có bị mỏi. Rồi là hai bên của nó là sẽ có rất nhiều các cái cổng kết nối. Nhiều ở đây đó chính là nhiều loại, chứ còn về số lượng thì nó cũng không hẳn là quá nhiều đâu. Nhưng mà nó sẽ đảm bảo một cái mức rất là tốt rồi, vì đây là một cái chiếc máy mỏng nhẹ mà, vẫn có cổng mạng LAN này, rồi là vẫn có cổng HDMI thì còn gì đâu nữa mà chê, đúng không nào?
đấy, cho một cái thiết kế vô cùng bóng nhẹ và sexy như thế. Pin của em này thì cũng có thể sử dụng liên tục được với những tác vụ văn phòng, đôi khi là gọi là hỗn hợp cộng thêm một vài tác vụ nặng nữa thì nó cũng có thể trụ được từ 6 đến 7 tiếng. Đây là một cái phần pin nói chung là cũng không quá ấn tượng, nhưng mà nó là một cái khoảng thời gian sử dụng pin tốt để chúng ta có thể là làm việc liên tục được. Nếu như quên sạc thì cũng không quá lo về vấn đề mà pin nó tụt nhanh, đúng không nào? Từ 6 đến 7 tiếng, và đây là một em laptop mới các bạn nhé. Những ưu điểm mà mình thấy được đó chính là về thiết kế là vô cùng sang trọng này, hiệu năng tốt này, kèm với đó màn hình lớn, có bàn phím phụ này. À, tất tần tật, nói chung là hầu hết những cái điểm có trên con này thì đều là điểm khen cả cổng kết nối nữa. À, và đó cũng là những gì mà mình muốn gửi đến cho các bạn trong video của ngày hôm nay. Còn các bạn, bạn nghĩ sao về cái em Dell Virtual 15 5510 này? Xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận của video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.